Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lầy chào ngày hôm nay. Nhỏ nhỏ cái mồm tôi không được à mày? Đang chơi game là phải nói to to lên người ta nghe nó mới thích chứ. 20 mấy tuổi đâu rồi còn ngồi bán FIFA? Thì em lớn cái đầu rồi mà còn chơi trò chơi con nít. Thế thì ăn khác mẹ gì em, ăn 30 mấy tuổi đẻ 2 đứa rồi mà vẫn còn chơi FIFA, phải được gọi là già cái đầu rồi còn chơi FIFA. Kệ mẹ tao. Thế thì ăn kệ mẹ em đi. Bỏ qua cái vấn đề là sang một bên. Trong vòng quay của chúng ta đang có một cái gói đồ mang tên là Hóa Thiên Hà. Một gói đồ mang phong cách Galaxy vũ trụ các bạn ơi. Ăn điểm thì Lầy nghĩ là nó sẽ ăn điểm được ở cái bộ tóc này. Bộ tóc này khá là đẹp. Còn về cái bộ đồ bao quát lại thì Lầy thấy nó cũng bình thường, không có gì là quá nổi trội. Chỉ là một chút cái hiệu ứng giống như là giải ngân hà thôi. Mà mày nhìn cái tóc của nó giống như trai Hàn Quốc không? À, ước mơ của em là trở thành ca sĩ Hàn Quốc để cho tóc tai đẹp đẹp vuốt vuốt keo các thứ hả? Đúng. Đẹp dài mới có nhiều người yêu. Tèo. Sàng lòn. Ok à, nhất là sàng lòn mà vẫn hùa theo là sao ngay? Thì mình phải tạo content chứ em. À, ra là vậy à? Chưa còn gì nữa. Rồi, thế này đã sẵn trong cái bộ đồ, trong cái vòng quay này rồi. Một cái gói đồ mang âm hưởng Galaxy vũ trụ. Ê, tao thấy trong vòng quay nó rất đẹp. Sao vô tủ đồ mày nhìn ngu vậy mày? Mày công nhận sao nó nhìn nó ngu ấy nhở? Cái gì nó đéo giống như trong vòng quay ta. Nhìn nó sao sao ấy. Cái này ơi, là nó treo đầu dê, nó bán thịt chó rồi. Không, tính ra là nó vẫn đẹp. Thật sự đấy, nhìn nó vẫn đẹp mà. Chẳng qua là con chắc là do con nhân vật này cái mắt nó bị hóp vào, nhìn nó hơi bị ngu thôi, không hợp với con nhân vật này cho lắm. Nào, lăn nhẹ Trần Tử Chiến nha các bạn ơi. Cao thủ 64 sao luôn. Chuyện thì nó phải thế chứ anh ơi. Thực ra là đầu mùa em có leo lên đến thách đấu của Tử Chiến luôn rồi. Thế cái clip mày leo lên thách đấu Tử Chiến đâu? Em hơi bận nên chưa làm anh ạ. Lười thì nói mẹ lười đi, bận cái đeo gì. Cái clip đó nó dài 9 tiếng lần cho nên là công nhận là cũng hơi lười edit. Mẹ đeo, nói có sai đeo đâu, mày lười bỏ mẹ. Rồi, qua cái vấn đề nó sang một bên đi anh ơi. Chúng ta cũng tập trung vào trận đấu Tử Chiến của ngày hôm nay nào. Đâu, cho mượn điện thoại em. Bắn thử xem cái Tử Chiến cao thủ có hồi hộp không nào. Có được không đấy? Thôi, để em bắn nhau mất công gãy sao nữa. Lừa đây, mẹ mày không tin tao à. Tin thì em không nào được. Mẹ thấy không, gái gà tao này, kỹ năng xem và học hỏi. Ok luôn. Học hỏi đâm đầu vào tường ăn dai. Quê cái điện thoại mày, tao còn chưa quen tay. Hay anh ơi, đẳng cấp anh ơi nha. Em học hỏi được rất nhiều điều sau khi mà xem ăn bắn luôn. Để tao quen cái điện thoại mày đi, tao chưa quen điện thoại mày thôi. Tao quen thử đi mà xem. Ok luôn anh ơi. Ôi dạ, đồng đội bắn G18 kéo đâu à? Ê, gì mà bắn 2 viên rồi nạp đạn ấy, gì đây? Gì ơi, bắn 2 viên nạp đạn một lần à? Tao thấy nó bắn G18 mà tưởng như là nó bắn G500 không mày? Người cần nạp đạn thế, sao mà hiểu hết được? Đến cái râu này là tao quen tay rồi, xem tao thể hiện này. Ok anh nhá. Ồ, từ, hình như là anh di chuyển là cái bộ đồ nó sáng lên này. Nó lại còn có kiểu giống như là giải ngân hà, nó chạy theo giống như cái đuôi ấy. Anh đứng im thử em con nào. Đấy, cái bộ đồ nó bị đen lại kìa, thấy không? Đấy, anh di chuyển lại. Ôi, mày có 3% pin đấy. Ăn đủ. Mày chơi game mày có sạc pin luôn à? Mua sạc đi. Cái điện thoại mày sạc vào thì sao chơi, nó khó cầm lắm. Thế thì bắn đi, sạc làm gì. Sạc buồn thì sao mày? Thì thôi chứ sao. Mày thằng này yếu thế. Ôi giời, ghê không? Ghê. Chơi game mà gạt giò lấy đam à? Kệ mẹ tao. Đấy, đẩy luôn. Kéo đâu này? Đúng. Ghê không? Ghê. Minh tạ trong truyền thuyết đây sao? Anh ấy đã hết tạ rồi sao? Chuyện
hết pin rồi, anh đéo sạc thật à anh trai? Không cần luôn, chỉ với 3% pin này tao thắng cho mày xem. Thật không đấy? Thật. Nhưng mà thắng hay thua này, thắng hay thua này. Sao tao biết được mày? Thắng hay thua, nói chung là kết thúc trận là được chứ mày. Ơ kìa. Xin mày muốn như nào? Mày chưa sao của em ơi. Sao của mày chứ không phải sao của tao đâu. Đưa đây, đưa đây em bắn cho. Im. Thằng này đi lía nhờ, 3% pin. Tao lấy chiến thắng cho mày luôn, tin tao. Không, không thắng đi, anh thử không thắng đi nhá. Cắt chim quay vlog này đăng YouTube em xem nhá. Mày bị giết rồi mày. Trời ơi anh Vin ơi. Đưa đây em bắn cho. Để im coi nào, mày thấy không? Thấy chưa, tao bắn yếu xong đồng đội đã bắn được kìa. Công tao cả đấy. Đốc ba kìa, đốc ba kìa. Còn thằng cuối ra bắn luôn anh, lấy kill anh. Đấy, mẹ mày đang chạy đây. Bắn. Bắn. Ui giời. Thấy không, mẹ tao là bắn nó yếu rồi đấy. Yếu cái cứt chứ. Điện thoại xịn là nó phải thế đấy anh ạ. Đâu, 1.53 chip luôn. Ghê. Chứ còn gì nữa. Xong rồi chạy lên cho nó xài. Ỉn mẹ em rồi. Này, lâu này ăn chết chắc luôn. Tao đéo chết mày sổ tiếng chó nha. Ok luôn. Nhưng mà nốc nha, nốc là cũng tính là chết nha. Nhưng mà máy còn 2% pin này. Được, máy em trụ được, máy em trâu lắm. Bây giờ anh thắng cái râu này, xong anh thắng thêm một cái râu nữa là máy vẫn còn pin luôn, tin em. Ok, tao tin mày. Ôi, nó ngồi bơm máu đây này. Ra bắn luôn. Đéo. Ra cho tao chết à. Chơi game này nhá. Thấy không, tao kéo đầu mày thấy chưa. À, thấy nhá. Thấy nhá, thấy nhá. Thấy. Cái thật thế là cái mẹ thì càng vẫn đẹp trai. Mày có thấy đam nó trừng lên nổi lên không? Mục đích cả rồi. Này, chọn lựu đạn này, xem này. Rồi, luôn hay luôn đó ơi. Đã xem mà đã thấy luôn đó ơi. Phê điên. Đúng mà phê điên. Bú biết lắm đấy. Rồi, điện thoại mày lát hết pin nó lát này, 2% pin nó lát này. Ôi, do với cả Lý Châu gì tầm này nữa. Dâu này mà còn không ăn được thêm kill nữa thì mới nhục nhã thôi. Yên tâm, dâu này tao sẽ ăn thêm kill. Tao hứa với mày. Nhưng mà tao sợ điện thoại mày sập nguồn quá. Không sập. 2% pin đang bắn được thêm râu này, bắn thêm được râu nữa cơ. Vẫn còn 2% pin. 1% hai mấy cái phần trăm pin cuối điện thoại em nó trâu lắm. Ai ai mà trời, cứ trời ấy. Đồ hay nha. Không thèm gật giò luôn, để đồng đội gạt luôn hay nha. Lại chọn lưu đạn. Mấy vừa nay học được mấy pha chọn lưu đạn của em. Đồ gì thay kìa kìa. Ui, đằng sau lưng kìa anh ơi. Kìa kìa. Dớ kỹ năng à. Để tao. Làm gì. Đẩy luôn. Lên luôn, coi thằng cuối đây. Im để tao bắn. Ghê chưa. Ghê. Ăn của em mà. Không nha. Ăn của em cái đéo mẹ gì mà ít kim nhất tem bú win nữa. Đéo phải ăn của em nha. Thôi mày nhớ mày nói á. Xem lại video của clip của lời hôm nay đến đây thôi. Anh em đã xem nhớ để lại cái gì nào? Một like và một subscribe. Đừng quên là bật luôn chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye.